Chào các bạn nha. Hôm nay mình đến xã Hòa Khánh, quận Cái Bè bạn ơi. Đến vườn của anh Lý nè, anh có giao lưu một số gốc mai chơi Tết các bạn ơi. Anh em thiện chí thì mình tham khảo các bạn. Video đây có mình có để số điện thoại của anh Lý trên tiêu đề đó, anh em xem có nào không ý thì mình đến giao lưu với ảnh các bạn. Rồi bắt đầu mình quay từ gốc cho bạn tham khảo. Ok. Cái này cái số 1 anh em. Cái này cái sù cũ à. Chiều cao 4 4,5 nha anh. Tàng ngang nó 3,5 á. Anh có quay đế cho anh em xem tham khảo không? Này đế dưới còn đó không anh? Dạ còn anh. Tại vì cây đang nuôi. Cái này bông mấy cánh anh? Dạ bông từ 6 cánh cho lên nè. Anh đo mà em cái hoành có bao nhiêu cho quý vị tham khảo rồi. Này cũng số 1 nha bạn. Quanh 52 anh. Rồi ok. Khúc nhỏ trên là nhiêu anh? Nhỏ nhất nó là 33 anh. Rồi. Cái này có số 1 nha quý vị. Anh em tham khảo đi, mình ở cái gốc nào thì mình liên hệ trực tiếp với ảnh để ảnh cho giá nha bạn. Nói chung vừa ảnh là giao lưu hết. Anh em mà mua số lượng lớn thì giá khác, mà mua một từ gốc thì giá khác nha bạn. Rồi 5 gốc khác, 10 gốc khác nha bạn. Nói chung là ảnh có vừa này nhiều gốc lắm. Rồi bắt đầu gốc số 2. Này gốc số 2 bạn. Cây số 2 à, chiều cao 2,5 m anh nè. Ngang nó 2 m à. Cái Cây này ghép dảo của Đức. rồi ok anh, này thấy cũ to quá anh. Dạ, cây này cây đế cũ. Mình ghép đầu cành nha anh em. Mình ghép đầu cành chứ cành nó là cành viên hết. Cành lớn là mình ghép ngoài đầu cành cho bông nó đẹp thôi. Cái này bông mấy cánh anh? Cây này bông dảo anh. Từ 8 đến 12 cánh nữa. Rồi ok, giờ anh vô đo cái số hoành cho anh em tham khảo rồi. Bây giờ cái cây này nó mình đo nó có nhiều hoành nha anh em. Mình đo cho anh em xem tham khảo. Hoành đo đây là hoành 44. Rồi ok. Đó. Mình đo cái cũ là 60 65 đi. Nói chung nó còn dưới nữa anh, tại nó không phỏng thôi mà tham khảo thôi. Đó là 65 đi. Rồi. Còn hoành eo nhỏ nhất đó chứ là 32 anh em. Rồi. Góc này mã số 2 nha các bạn. Đây. Nói chung số lượng nhiều các bạn, mình quay cũng sơ sơ thôi bạn. Anh em nào thiện chí thì mình đến tại vườn đi. Có nhiều sự lựa chọn cho anh em. Rồi, ok. Cây số 3 anh em. Ok. Này số 3 nha bạn. Cái số 3 mình cũng sửa nuôi đúng năm mình sửa hai nước tàn thông rồi anh em về chỉ cần nuôi lại là năm sau mình chơi rồi. Dây chiều cao 3 mét anh em. 3 mét anh. À, 3 mét. Thời gian nó 2 mét 4 rồi. Cây này lắc anh. Dạ. Cây đất đế dần mai em là đế sổ hết. Gãy là chỉ cắm xuống thôi chứ không có phải gãy mà chạy ngang. Dùng ra số lượng nhiều quá rồi không có môi đế cho anh em xem tham khảo được. Anh em có vị trí về tại vườn rồi ưng cây nào mình để cho anh em. Giá thì cũng mềm chứ không có cứng đâu. Cây này mã số 3 các bạn. Nghe các bạn, anh em tới tham khảo vườn đi. Nói chung là đế thì nó có gốc nào cũng có đế hết. Anh em tới nếu mà ưng ý thì mình mua đế coi, được giá thì mình giao lưu. Anh đòi em cái hoành coi nhiêu anh Lý? Ở cái này quanh 46 và tính tới 45 nè anh em ơi. Rồi ok. Quanh quanh cổ cổ đế thì nó tới 68 rồi. Rồi. Rồi qua góc thứ tư các bạn. Rồi, góc này góc thứ tư các bạn. Này tàn nó cao bao nhiêu anh? Cây này cao 4,5 m anh ơi.
cây này cây cũ à, em trồng em lấp cây cũ là em nuôi. Anh em mình mua sơ sơ thì đi anh em tham khảo. Này bông mấy cánh anh? Bông từ 6 cánh cho nên. Chung là cây bông đẹp là em không ghép để nuôi nguyên thủy. Cây zin nè. Dạ cây zin. Cái này anh tạo được mấy nước anh? Dạ cây này em chỉnh sửa được 2 nước rồi. Em nuôi này à, đúng giáp năm á. Nói chung vườn của anh Lý này anh đã tất cả là tạo tàn hết rồi bạn. Tạo được 2 nước hết trơn rồi. Nói chung anh em này đem về là chơi luôn á, thành phẩm trơn rồi. Về mình nuôi dưỡng là mình chơi luôn à. Rồi anh sẽ đo cái vành của gốc thứ tư cho bạn tham khảo nha. Cái này là vành thân 45 nha anh em. Đó cái cũ là cái cũ là 65 nha anh em. Cho... khúc trên nó còn nhiêu anh? Nhỏ nhỏ nó cho anh em sẽ tham khảo luôn. Hoành eo nó là 37 anh em. Rồi ok. Hoành thân. Nói chung anh em mình đọc cái mã số cây các bạn, bạn nhớ nha. Nói chung là để mình báo cho ảnh mã số mấy đó, ảnh báo giá cho các bạn. Giá cả hợp lý. Rồi, qua gốc số 5 bạn ơi. Cây số 5 nó cao 3 mét anh em. Cây này em ghép giảo Thủ Đức à. Bông từ 8 đến 12 cánh. Đây chi cành nó có sẵn em ghép ngoài đầu cành anh em thấy ngay cái tay em chỉ là em ghép ngoài đầu cành hết. Anh em xem tham khảo đi. Cái này ghép bao lâu anh? Cái này mới ghép có 4 tháng anh ơi. Này ghép giảo Thủ Đức anh? Dạ giảo Thủ Đức anh. Này ghép bông giảo nha bạn. Anh ghép được 4 tháng rồi. Mướt rượt luôn. Rồi bây giờ anh sẽ đo số hoành cho các bạn tham khảo. Cái này mã số 5 nha bạn. Anh em ưng ý nào thì mình nói mã số cho anh Lý anh báo giá. 46 anh. 46 anh. Dạ 46. Rồi, anh đo thốt thần nó còn nhiêu mà. Thốt thần nó có 30 34 à. Rồi ok anh. Rồi. Cây này 40,5 tàn keo nha anh em. Này gốc số 6 nha bạn. Này theo uống theo tạo theo thế tàn keo anh. Dạ tàn keo anh. Chiều cao bao nhiêu anh? Đây chiều cao 4,5 m. Rồi. 2,5 m. Tàn ngang 2,5 m nha. Chung góc nằm có đế cho các bạn. Anh em tới tham khảo đi. Nói chung thì ở trên có, ở dưới cũng có còn các bạn. Mình tới mình anh bầu đế cho các bạn xem tham khảo luôn. Con này giống thú anh, hình thú anh. Nó cũng quái quái anh. À. Cây này thân nó khác cây kia mình nó u anh chứ không phải. Ừ. Cái này bông mấy cánh anh? Dạ bông từ 6 cánh trở lên anh. Rồi giờ anh đo cái số hoành cho quý vị tham khảo coi. Này mã số 6 nha các bạn. Bên đây nhìn giống thú ngồi bạn. Cái cũ nè. 50 anh. Hoành 50 rồi ok. Ở trên nhiêu anh? Trên hoành nó 32 anh. Rồi, cái này chắc nó thoát thân khoảng cả mét anh. Hơn mét à. Thoát thân nó 1m1 anh. Dạ. 1m1 xe tàn nha bạn. Này mã số 6. Rồi ok. Cái này cây số 7 anh em. Cây này cao 3m ngang 2m5. Em lợp cái tàn không này. Em thấy cây này đẹp anh, tàn anh tạo đẹp quá. Cây này em nuôi năm sửa được 2 nước rồi đó. Rồi. Anh em xem tham khảo đi. Này bông mấy cánh anh? Bông từ 6 cánh trở lên. 6 cánh hả? 6 cánh 9 cánh hả? Dạ dạ. Cây này bao bông hết nha anh em.
Cái này mã số 7 nha bạn. Đế này còn dưới không anh? Dạ còn. Anh em xem là thấy em môi anh về cho anh em về anh em tự coi có ấy là tham khảo mà cứ em mà thấy dòng đế nó ra hết rồi. Thì em mới chồng em lắp lại. Rồi anh đo cái số quạnh cho các bạn tham khảo anh. Rồi anh đo thoát thân coi có bao nhiêu. Cái này 52 anh em. Rồi. Quần 52 nha bạn. Dạ. Cái này thoát thân 47 anh. Rồi ok. Anh này 38 à. Khúc nhỏ trời là 38 các bạn. Tàn này anh tạo thấy mình rất đều rồi bạn. Nói chung là tàn này mình nuôi 50 năm nữa là rất ngon các bạn. Lùng liền luôn. Thân tàn đế luôn. Này mã số 7 nha bạn.